tới mục đực, tới mục đực mắt xích này. Phía bên này toàn những dòng chó giá rẻ. Đấy. Con này tai rất thằng đẹp luôn. Con này bao nhiêu hả chị? 500. À. Rồi. Con này thì bao nhiêu hả bà? 600 à? Con cọc cái đuôi dài đấy. À, chó đuôi dài. Em này là 600 này. Giá 600. À, cho các bác xem lại, chiêm ngưỡng lại em cọc này nhé. À, em cọc này chủ nhà bán là giá 3 triệu. Đây, 3 triệu em này. Em này cũng là cọc dòng cọc tứ mục. Vàng tứ mục. Bạc má. Vừa cọc vừa xù các bác ạ. Tai nhỏ, tai mỏng. Không khác gì chó sứ luôn các bác ạ. Em này có sở hữu cái mõm hộp. Đấy, tuyệt vời luôn các bác. Đấy, và một em đỏ đực nữa này. Đỏ đực này giá 4 triệu này. Đấy, đỏ đực. Em này là kiểu màu kiểu lông là lông ôm sát vào người. Đấy, tầm 4 đến 5 tháng em này, tầm 4 đến 5 tháng rồi. Đấy. Đấy, lông xù rất là dày nhá. Chủ. Đấy, chó 300 này. Chó trắng. Đấy, nhìn gấu vệ chưa? Đấy, gọi là chó núi Bắc Hà, chuẩn luôn. Đây em cún trắng 300 lúc nãy đây các bác ạ. Đấy, cún trắng 300. Tai dựng đẹp luôn này. Một em vện nữa. Đấy, đây là dòng vện chân đi tất mà không được đều cho lắm các bạn. Đấy. Đó, em này thì phải nói là tuyệt vời. Đấy, rất là thích luôn. Đấy, nhìn rất là sướng luôn các bạn nhé. Đấy, em bên kia em thế. Đấy. Xù vàng lông xồm nhé. Đúng giá là 1,8 triệu này. Đấy, xù vàng. Giá 1,8 triệu. Còn em này giá 1,6 triệu này. Đấy, đuổi bồng lầu rất là tít luôn. Đấy. Nhìn rất là yêu luôn nhé. Đấy. Người sở rất là mập luôn. Sở rất là thích luôn các bạn. Lồng rất là dày. Đấy. Đấy, giá cuối cùng là giá 3 triệu các bác nhé. Em là xù vàng, à, xù đỏ vệ. Đấy, xù đỏ vệ. Giá 3 triệu các bác ạ. Đấy. Từ sáng nay là chị báo là 4 triệu. Đấy, giá cuối cùng là 3 triệu.